Hello everyone and welcome to our English lesson. In this video, we are going to talk more about how to form an active sentence to a passive voice. Okay? Trong nội dung video này, chúng mình mau thực sự mình tham tiết để tôn từ năng ca bằng cách sử dụng active tới chia passive voice. Okay? Forming the passive. Chúng nói chung nhất cứ nói từ đại tới cứ ca bằng cách passive. Okay? Đôi dân đang hay thà dân mình sẽ tài hay thà bằng cao group bây dụng tương ổn tư passive bằng tì. Ok, chẳng nó bê đại dân bằng cao bì bây dụng hay thà active tư passive nâng cứ dân trâu bì nít mơ tờ lơ bây dụng như chú bác sinh chỉ bởi xác cứ bộ phết kê ạ sạp bộ kê ạ sạp đại dân ai tờ lọ bì active tư passive bác lưu ra tài kê ạ sạp nâng cứ chỉ kê ạ sạp transitive verb mấy. Và transitive verb bởi dương vậy chỉ definition dịp sáng lấy mình là it takes an object or it needs an object mình là về từ tôi cho cầm bọt về trâu ca cám cầm bọt chứng chúng lịch lại nắng dương trọng đăng này thái dương bơm mấy bạn đang thà kệ sẵn nắng vì mình cầm bọt được gọi ok hay thế mà bạn dựng đang thà kệ sẵn nắng vì ở mình cầm bọt thì buổi kệ sắp khác vì ở mình cầm bọt vì nơi bị cái với cứ miền đôi chia cả thà modifier và modifier cứ chỉ bị mình chỉ bị peculiar tiếng line và chỉ phải xét cứ modifier bị chán vì chỉ prepositional phrase và prepositional phrase cứ vì chỉ clear mũi đại về cả thà phải làm long đại preposition mình chọn đấy chọn đến nào chẳng preposition đôi chỉ mà thà she goes to school every day chẳng she goes to school at to school nó vì chỉ prepositional phrase. Đó sao là to which preposition hay the page school which noun. Chẳng phải đam là prepos cho noun. Chẳng to school nâng này thà nâng which prepositional phrase which modifier. Every day chỉ bị mình chịu bề với lý chẳng nâng có chỉ modifier lại cái hạ ta modifier of time. Okay? Đó sao là modifier mean modifier of time, modifier of place, modifier of manner. Và modifier of manner thì chỉ she runs quickly. Chẳng quickly mình thà niên rốt dạng lượn chẳng hạn việc lý nâng vì chỉ adverb và chẳng hạn nâng vì chỉ vì lẽ nặng này cảm thấy là bằng cái thơ anh nâng có chỉ modifier ở đây vì pro modifier cứ chỉ adverb đại ok chẳng hạn nó không video này dân nâng màu sắc xa thả tá dân thua dân bách bạn đăng thà vụ dục nâng dân ai đô vi tao chỉ passive bàn hay về khắc vụ dục nâng mình ai đô vi tao chỉ passive bàn thì ok chẳng hạn năng đối cùng vậy mình chẳng về tiện tôn thành năng kẻ sắp transitive verb rồi có intransitive verb ok chẳng nhưng mà là identifying if the sentence can be changed into the passive or not chẳng hạn là các loại bằng hai thật tờ và if lại nó như là thật tờ đó và năng về cho lại cái nào cái thà embedded question mới đấy thật tờ và dụng ai cho bạn cái plato tôi không passive voice rồi cả thà passive thực tế các bạn này bạn được có ọt ba if or not chẳng chúng ta ví dụ khác thì phải on not nó khẳng cáo nhá thì một if nữa và chẳng ai được ban kia phải đô tôi chỉ passive ban rồi gọi và những cái chẳng chẳng những thôi mẹ bạn đằng và ok chẳng những mơ ví dụ lực lượng láng này miên mán miên buồn ví dụ chẳng những mơ thật ta ví dụ mùi na để dương ai tự lọ với chô được non passive ban hay ví dụ na để dương mình ai thôi càng tự lọ với chô không passive ban ok chẳng ngày nó dương màu sắc xà cho bạn tự ngọt nế này ok chẳng những mơ ví dụ thì mối people grow rice in India. Chúng chỉ đồng bốn dân trâu cùng nọt và dốt sẵn. Bởi sao ta phải dốt. Ok, để dân lọc đến cứ miên cái hào thật buồn phần này chứ. Và miên cái hào thật S, V, và C. C nâng dân ai thật object đấy. Compliment lại nâng dân ai thật object. Và S, V, C, C. Và chẳng không một dốt nữa thì miên buồn phần này. Chúng cái này, C cái này cứ object nhé. Và cũng trong trợ thị. Chẳng một dốt nữa thì miên object nhé. Cái nào bảo sân chi ví dụ nó miền object chứng kẻ sạp nó cứ gọi là kẻ sạp ấy transitive verb và transitive verb thông nói kẻ sĩ kẻ sọ cắt với cứ sọ thị nè thị vị hả thị vị transitive verb chứng cái nào bảo transitive verb với miền cảm bọt bố dân riêng bị sáng lấy những ngày cảm bọt cứ bị ai chỉ ở trên noun noun cứ bị tham mùi này rice lúc gọi trên noun fresh được chứ my sister bị 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 nè bị cho bị bị lăng lời tới ở tại vì trên noun nữa nè my sister có mọi tập đam lăng đòi preposition và bảo đảm là preposition đối với to my sister chứng bảo to my sister anh đang ở bên trên noun phrase để sang bên to một cái tại bảo my sister tại ấy nhận trên noun phrase chứng bảo noun phrase vì ai đã tôi chia object bạn ok chẳng hạn
chẳng cái này vì mình bốn phần này giúp dụ nó mình hàng cái modifier của modifier này cái này về chuyện về tiền cái này về lý rồi có lẽ cái này là cam kết tập mang cái thôi chẳng cái này in India đang làm đôi preposition chẳng cái này nó không có tiền đi về chuyện về tiền cái này chẳng vì chuyện modifier of a place nó phải để dân thôi cả tập lớp cứ dân trong thằng mày và cứ dân vô tay tập rong object đam bay thôi chuyện về tiền nó bỏ passive này và chẳng này modifier cứ dùng ở chỗ tư thế và bảo miền biệt chế peculiar rồi có clear chế peculiar thì cái line ấy nè dùng ở chỗ tư thế dùng vô tài noun để vô noun cứ chế object nhé và rồi có noun phrase mà noun được cái noun phrase rồi có pronoun là pronoun được chế và cả bảo viên đâu bị cái mình him mình me ấy nè anh đang vô tư đại phần này được dùng đằng hai sắp niệm mà cái nào object dùng vô viên màu thì tăng sắp object dùng đồ tùm rồng sắp niệm này bảo xin chỉ cái line đi đấm dùng đạm màu và thiên cứ đầy vậy nhá và bà xin cái này mi anh đạm màu cứ vậy nó mua với chụp nào này ok chắc nhưng mưa tha dân từ lọc vào địa bàn tại xa tái cái sắm này vì miền cầm bò đại cứ rise nghe từ lọc bàn này chắc dân vô trong hiện tại mua dân một phá mình ra cầm một bot rồi bò thiếu bằng cái từ chia và thiên và phá và xem chắc những màn máu cứ xây từ này tới nhé và rise mua dân đang hái nước nông ở marine writing dân tôi ta chấp đam từ dốt đó sẽ xe sạch thông nhé là sao tập bồn rice mà nhắn phim thì mùi mẹ vô bà thiên xong tốt vô cầm một bọt rồi bỏ ạc thiết một phơi trên bà thiên và phát xịu trong hình thì bí cứ dân trâu thương mạch trong hình thì bí cứ dân trâu mơ tờ lơ bà dốt ạc thiếu dân thật tao vì miền auxiliary chẳng những mơ tao ở miền auxiliary thế cả nào ở miền auxiliary cứ dân bàn riêng video môn hay vì miền tài cao tí đi present simple nâng past simple mẹ nế chúng nó biết đại vì ở miền oxygen không bị dụng tế dùng tàu chở lót trong hiện tại bây giờ lại cái này chở lót thì hiện tại biết dùng chụp đam bị nứt mới từ lỡ bị dụng năng tại vì cao nam mũi cao present simple rồi có cao past simple ok chúng bị dụng đấy cứ cao present simple lại và chúng people grow rice in India nó biết đại dùng chở lót trong hiện tại bây giờ trong hiện tại bấy cứ dùng mình chỗ thu bì và chúng lại khăn trong hiện tại bấy dùng mình chỗ thu bì năng bình chỗ đòi mơ từ lớp main verb vô main verb nó không phải dụng như mình tập mũi và nè grow và main verb grow chẳng be present cái nào main verb present to be present này hay dùng một chỗ to be nữa rồi sai dùng chỗ lo trong hiện tại bị cháo chỗ to be là sau đó tận nắng bật thiện nè sau đó bật thiện sinh ra là rise chẳng một chỗ to be cứ sinh ra là is vô main is main a main am mà am nó là ai chẳng lại nó là is rồi sai tại bật thiện sinh ra là tại bộ bật thiện plural anh ấy là a vậy ok và ok chẳng là cái này nhưng là write is hai cái mắt chung trong hình tỷ 4 và trong hình tỷ 4 cứ dân trời cái đặt kẻ sạp main verb nó không active nắng và tôi chia tùm rung participle tùm rung verb 3 ok chẳng verb 3 là grow dân đang hãy grow cứ chữ irregular verb miền đấy miền grow grew ground chẳng participle cứ ground ok và chẳng xong khánh nó bây dân thôi cả tạo là passive dân trâu score thả ta bởi dụng nắng vì chỉ transitive verb được gọi hay dùng mưa từ lớn cầm một bọt hay bật tọt mà tiếc nhưng từ score tùm rung main verb á thà tao vì chỉ irregular được gọi irregular chẳng bởi vì chỉ irregular verb anh đang chăm bạch dùng từ score tùm rung irregular verb bạn dùng ai cho say với từ tại bộ irregular verb anh đang dùng quan tài score lại khác này càng một time đi từ càng kẻ sắp bài này ok chẳng là right is ground ok chẳng nâu lệ khác mùi thịt đài lục cư trong prap dường ở dưới nó pay đài thiên vị chỉ people rồi gọi đấy cái nạn đây mình đây thà mình đục tu tấu ấy nè mà cái này cái đặt they grow rice in India cái này đặt đây mà mình đục tu tấu chẳng mình thà kế năm đầm năm sáu đầu tiền thì chẳng bà sân chỉ bà thiên đây cái thiên people và bà thiên đôi chuyện này này someone somebody nó phải dừng từ lọp passive dừng ở trong bài prà bài phrase ở trong bài prà bài phrase chẳng lại nãy dừng con sẽ rice is ground mà in India in India bố chmua và tế chmua nhưng đang hái không lại thì dân nhưng sẽ xó xó thông ok hai complete ấy complete period sẽ nhạc cho chắc để sao về chị bây giờ sẽ rõ ok chân right is ground in India ở trong mạch đặt right is ground in India by people đây sao đặt lại nó gây như phim nụ anh nó gây score lại và thêm tự bằng cái score đó có cái hào thá unimportant vì ở trong mạch thật ra vì ở trong khăn ok chúng này đám nó cứ luôn là ngày cái trong vậy chẳng trong bài trả thế cho people cho someone somebody và được gọi đầy lại là tu từ chứ như mơ bây giờ TP ta dân ai ta lo việc ban được gọi và chẳng my sister will arrive here at 6 o'clock
và trong trong phù hợp dụng đấy dương mình đặt mới tới dương khơi miền à sắp xây những ngày phù hợp thôi thì mình sắp xây những verb nè will arrive bây giờ dễ thôi vì chỉ verb phrase là sao vì miền auxiliary mũi hay năng miền verb mũi bộ miền verb nó bị cài kiểu lâu đấy auxiliary miền p chẳng tàu à hay miền bay cái miền auxiliary ok chẳng will arrive chẳng lẽ là verb phrase mà là verb hay chẳng như mưa bị cài kiểu sao năng chẳng khăn mưa cài kiểu sao năng here bây giờ bị tì cái lại tin đi chẳng tì cái lại mình bên chỉ object gì object kiểu chẳng noun noun phrase được gọi là noun ok chẳng hạn đấy vì chỉ tì cái lại vì chỉ modifier à hay modify our place at 6 o'clock and if I'm not people where I'm sorry now chẳng which is preposition not phrase should be pay lý cả the modify of time chẳng bây giờ này cứ mình ai trở bàn kế bà cả tôi chỉ passive bàn thế đại sao đấy kể sắp đây ở miền cả một bọt nắng kì hào thá intrinsic verb bởi dương tôi sẽ IV intrinsic verb IV chẳng như tôi cũng nọt chẳng bởi sân nhưng mới khi mà dụng đăng tha vì chỉ kể sắp đăng intrin hay nhưng ở miền ấy tôi đã lọc bố ca đã lọc passive nhưng tôi tìm tía dụng object được complement rồi bỏ hả active nó mà thôi chỉ thiền rồi bỏ passive chẳng nghĩa này à chẳng như object anh em biết object thế mình đã modify ở đó tập pi sa tay nó không phải dốt cứ vì tay tay miền vật miền mình tay tay vì ai miền vật miền modify ở cho anh chỉ mùi hay object cái anh miền cho anh chỉ mùi này và tay object anh miền cho anh chỉ mùi nó vì miền vật hết kia sao vậy này tại bằng modify ở cứ phía trán cứ dương miền vật miền modify ở cho anh chỉ mùi à đối chiều modify of time pra cho mùi nó modify of place bà này anh ấy bê liền anh tìm lại à đôi khi lúc lựa lựa tao hòm muốn á she goes to school every day nhá she goes to school chẳng to school từ salarin to school anh đang bê chia place tìm lại anh đang modify of place every day cho nên là thằng này anh đang cứ bê liền modify of time hết chẳng phía trán bây giờ cứ cái pra modify ở nó nằm bê bê chia at the night time tao ấy bây giờ ở miền này càng là cho bạn luôn à chẳng nhưng mà phải dục tìm phí nhưng mình ai phải lọc về tôi chia passive bản thế mùa là hát để xa tại kia sắp main verb dẫn cư dự intrinsic verb nè hay mình này thay vì ở miền object okay. Chẳng nhưng say mấy no à. Chẳng nấu no, mình này thay dương mình ai phải lọc về tôi chia active passive bản 3. Someone opens my letter okay. Chẳng phải thiên someone hay cái nào thiên someone dương mình chăm ách bà clip by phrase thế bộ thông mình ai nhìn tôi lọc passive by phrase by someone get ra thế đại sao tại bất thiên dương ngọt score là đá nè à cái này dương ngọt score bất thiên nè nam mà đấy an bác sẽ bật bọc dòng chân cả này đi khi pra passive lọ chứ hay cái này dương ai pra passive bán à đại sao tại này về kẻ xa bái anh ấy về my letter nâng cái chân nào hàng noun phrase chân noun phrase phải đào tui chữ up object cặp bất noun phrase phải đào tui chữ object nó bê đại viên nó bị cái kẻ xa tại bộ viên nó bị một kẻ xa anh nâng đào tui chế subject rồi ok nhưng noun phrase phải đào tui subject ở mắt object ở mắt này ok chẳng my letter về chỉ cần bỏ vào open chẳng lại nếu bị chỉ transitive verb ấy cái nào transitive verb cứ dùng add lọc passive one ok chẳng dùng vô máu anh em admin modifier đây chẳng vô là năng đặt chế thiên máu my letter ok my letter rất dùng thường mày chết đôi xa tay và dùng nó cho pass simple chẳng cần là pass simple nâng present simple chúng hiện tiếp cứ dùng ở bạch cực thì dùng chỗ chúng hiện tiếp bây thêm đó bộ dân đăng hai ca tạo lập phát siêu dân dân trọng đa tâm à pram chấm hình đang sửa đại khát mình tham bởi dụng bạp nà rì áo thì dân score tham bởi dụng nâng biên auxiliary verb bởi màn mình vớt vì mình tầm mùi không đăng à cứ khảo kê bởi ngọ bởi mình vọt thầm mình kẻ sắp bay không bởi dụng nâng vì ai mình vớt tầm mùi auxiliary bì ấy ok chân cả lại ní vì passing point cho lọc chấm hình tìm bì cháu chôn hình tìm bấy cứ bình chôn kẻ sắp thu bì bình chôn thu bì nâng bình chôn thầm mạch ai đôi cho nâng mình vớt mình vớt dân cứ phạt cái nào mình vừa dùng phá cứ thu với dùng chỗ phá đấy phần tay chỗ phá đấy mình bên cho tập chỗ phím ấy này dùng trâu thả ta và thiên dân sinh là phụ đỏ và chỗ mấy ở sọ này nè và thiên sinh là chẳng thu bí mình bí ở tây tại ca mình was vừa nhấn dùng trâu và chỗ mạch bàn sinh là kia sắp sinh là đại cứ was mà thế là chỗ mình cho tập chỗ lên nè chỗ hai mơ đi à chỗ hai mơ ở sọ kia tận nắng nè thiên kia à thiên đang kia sắp sọ kia anh cứ tiện tông tận năng bê riêng subject verb agreement để dùng bàn riêng cho hay ok my letter was ok hai cái mark dùng cho chấm hiện thì bốn và chấm hiện thì bốn cứ dùng đặt main verb à nó còn active nước màu chỉ tìm đúng participle cái hào verb three tại đôi xa tại vị trí regular verb cái nào regular verb ví dụ thay vì đi được cái gì verb thường verb three chấm dùng vô được cái màu mà cùng ai ta Eric Schiller này và Richard Schiller được cái này và tìm đúng việc vượt thu vượt series này
Okay, my letter was opened. Chẳng dừng mạch đặt bài, bài phrase thì phụ chấm hình tí bám cứ dừng tựa bài khá lý bài phrase. Còn ta hãy đi cả lại đi dừng mạch đặt bài someone, đây sao là someone là nam đấy dừng ở school tại đây. Thế nhé, bà chẳng dừng mạch thì bà đã tới đặt bàn bàn tay bà dục dân cứ ọt natural này. Mà thà bà dục dân cứ bị viên mình bên trên lại khả nạ native English speaker. Phụ nệ dây bà sao ông lê bài cái hào thà phụ native khi ọt bà bài phrase chấm phụ bà thiên là dừng ọt school này. Bà dừng bà vì chú mà bà dục nâng vì ọt natural. Ok, chẳng dừng tựa chấm á. Somebody cả đó, someone cả đó, people cả đó, they mình là they là cái này dễ bị một thứ tấu nè, và được thằng lớn people ai cho nói they mà they grow right in India mà chẳng mạnh đã bài phrase thế cái này nắng chấm hiti pram còn mạnh bài này và bậc cái số ta hãy lấy giờ ở pram chấm hiti pram để sang cái bậc thiên cư vía unimportant rồi có bậc thiên cư understood cho bạn cái gì và ok chẳng mùi điện my mother will cook the food for us. Đã. Chúng mà đại bọc nhóm nâng chúng bạn là hả xin rạp dường. Và chúng dừng trâu vị phía thả thao vô nâng những ai phạm đồ về tờ chữ passive bạn ạ. Nhưng mơ mình mơ thử và sắp xích bạch cảm án này vô dừng đăng thả sắp xích về miếng này vô dụng. Nhưng mơ thả kệ sạp dưỡng cook mà đi auxiliary will. À. Ok. Chúng cài máu nhưng mơ kệ sạp thì cài kệ sạp nâng thả thao về miếng object ạ. Và bộ object vision nào là cái noun phrase chẳng nè hé the food bạn the food à ha nhưng phải là ha thế và chẳng hạn đấy vision nào này the và được ơn đây cái nào possessive cái này my cái này ok chẳng anh ấy vision object hay là sao vision nào chẳng cái sao được vậy transitive verb à cái nào với transitive verb cứ thế mấy nhưng ai tập lọc bạn phần tay bây giờ này mình mà phần này thì cứ for us và xem làm gì đấy cái đam lang đói preposition và chọn đại phần nào nó cứ dương mình ai cho vô vị tập ra tầng ở bàn đấy rồi anh nó cứ hạ tập preposition of phrase trong phần này này modifier tại vì chữ p cam là sự ok chương là bây dương tập lớp dương tao vô tại cầm bỏ tê đấy và đi preposition of phrase vô tờ cho mùi đấy the food mà nhưng lọt nó the food cái nhưng vô mọi tầng đợi tầng ấy nè phần ấy về vì chỉ là noun phrase dùng mà tăng o the food mouth nhưng mơ trong hiện tp cái prao á và cái này prao trong hiện tp là sao ấy nhỉ will your auxiliary bộ auxiliary thì đang ngay mình suit mình wood mình mask mình saw hay mình cane chúng phục vụ nó cứ gì auxiliary ấy đây cụ tay thành gì thà auxiliary và phết kia sắp nát đây dương khơi thà dương bậc cao sầm nô với đào vô với đã nộp mục và thiền đấy can you speak English nhé và will she go và bộ vi lên nữa và would you mind okay chẳng bộ auxiliary hay về bạn sát anh đang tập bạn cái đạn not được cái nào được chứ khen những khen not khen nhé cái đạn not được cái mà would chẳng would not would den mình bấm play là sụt den chẳng đâu à anh đang bộ phải auxiliary chứ này auxiliary đấy nữa bạn sát cứ want sầm đuôi với tên vi là một thấy chẳng bảo sân chơi về miền auxiliary chấm hiện tp cái prà à chấm hiện tp cái prà mày cứ dưng vô cả auxiliary đạn nấu tổ pi và thiên bỏ passive nâng và thiên là dương vô màu bị active nâng á và chẳng nhận đạn và tổ màu bỏ miền auxiliary vô auxiliary bỏ miền pi vô auxiliary màu tổng pi rồi đấy à nên miền tổng mối vô màu tổng mối bạn phụ miền với bạn cloud kia bằng ngọn chẳng hạn đấy về miền auxiliary tổng mối bỏ miền auxiliary tổng mối dương vô auxiliary nâng màu hay đạn nâng cả lại nâng nhận đạn sọp đấy phần tay anh hiểu chẳng bách sọp nâng sọp thì hay đấy rồi sao vì được nhưng para para group thiên nâng ở đôi hàng đôi suit đôi vụt đôi mask thế dùng pra-pra-cro-pa-thiên được mình chẳng bạch khoa thả viết sọp được không sọp thì cũng ơi ta has hiếu hay nâng has hiếu bây giờ rồi có thuộc bí anh nâng dương bây giờ thầm mê viết sọp cái này và ok chẳng anh ấy dương bạch kết xóm sọp thế là sao dựng đừng hay viết dùng pra-pra-cro-pa-thiên the food will và will hay có nói chung hiện tị bấy cũng phải giải sọc mình tị bấy nâng chung hiện tị bấy cứ dương mình chôn cái sọp thuộc bí mình chôn thuộc bí nâng cứ mình chôn ở viết đôi tình năng main verb và main verb dương này cook hạt transitive verb nữa không nói chi tập trung đàng bốn đầu cái viết cái chương prai tập trung cái sập đàng mày nói và nó cái viết mình cái sập đàng chương một cái sập đàng dương mình chỗ thuộc biết cái chỗ cái sập đàng này cái sập đàng bao thuộc biết gửi à b em is á cứ như tập trung bằng bài cho môi nâng và thiên phần não xem xem được phần não đấy nè tai tập trung đàng bao thuộc biết b môi nâng bằng và nhỉ nè đi tập trung đàng b tập trung đàng này will be mình tập môi nâng ghế này the food will be má hai trong hiện thị bốn à dùng chỗ thứ bí sọc này này anh đá mà để đào mà chúng mình thì muốn cứ dùng đại kê sạp main verb được bỏ thiếu màu ok rong verb three và đời xa tay
khúc này với chữ regular verb, cái regular verb dùng time id để trao lệ khăn. Chứ time id thông báo mà nó mình để trao lệ khăn để tham bộ bạc thế. Và chứ cooked, và xong lệnh thở, cooked. Bộ pronunciation là bộ id, mình bày pronunciation ấy. Và mình thở, dirt, hay nâng it. Và chẳng lại nó dùng ăn xong lệnh thở để xả khế, cooked, ok. Hai cái mắc cứ dùng mơ à for us này. Và dùng đạm môn, còn ở đây là sao, ở việc mình lệnh natural ấy. Và đạm môn ở trên cái này nè. Đã khói của bán này tại dùng đạm cho mắc miền đây sẽ bám trên. Ok, chẳng à hả nâng trọng bán chấm ấn. Bố passing bài trọng bán, à hả nâng trọng bán chấm ấn. Xâm rạp dưỡng. Chẳng bài, anh ấy dùng bài bài bởi dùng bài thế. Dùng ở đằng chụp bài thang này nè chấm ấn. Dễ nè, chúng ta ai trông phâu, chúng ta ai. À cái này đi, đó sao tại mai mà đã. Chẳng dùng trông bởi chữa chụp bài thang này nè chấm ấn. Và nhận đại, và cũng ai ta bộ phụ này nè. Và cũng bảo vệ hết. Cho nên nhận đại màu và lùm hạt. Chẳng đại màu cứ bài của chúng mình đi bảo vệ. Bài rồi bằng dân bảo vệ. Và thế là bộ active này. Mai mai má. Mà đỡ. Bài mai. Mà đỡ. Và chẳng xe màu cũng phải ấy. Hằng cao nhưng cũng phải period. Và period nhận đăng ấy nè. Hay lệ khăn này cả ta xe period cứ dân ta xe. Chọc hay cho cái lại nâng ngay của mọi đỏ kia. Đỏ kia đối chất khó lệ khăn này. À bởi dân ta xe nó không bọn computer rồi tu sắp ấy cứ khó á. Và bởi dân không sắp hấu. Bởi dân đọ cái lý cho anh nó còn lo mơ này. Ok. Và anh ấy cứ chỉ à quay đại dân trâu đăng không ca bằng ca bị bởi dục ác tí thôi phát xịu. Đầu dân đăng hai thay dân trao phát phạm chùm hiền. Phạm chùm hiền nâng. Mình cả là bí không bởi dục sắp cứ passing point nâng present point đại chùm hiền tí bí kẻ bảo tì. Cảo bí nâng cứ vì mình auxiliary prao nó không bởi dục hay. Chẳng chùm hiền tí bí cứ bởi prao. Ok, chẳng dược đào tạm prao chùm hiền nắng. Hai dược thật đơn thà ta ta kệ sẵn nắng ai trọng bàn kê tờ lọp tờ chia passive bàn được ọt. Thơ mẹn đẳng cứ dương mơ tờ lời thà ta bởi dụ nắng vì mình object ọt. Và bởi mình object nhận đơn hai vì chỉ transitive verb. Tại bởi vì ở mình object tế vì chỉ intransitive verb. Chẳng bởi intransitive verb dương mình ai tờ lọp bàn tê dương no. Dương bởi lộ mắt dương đạt thằng no. Ok. Okay, so I hope you understand this lesson about how to identify if the sentence can be changed to the passive voice. Okay, chẳng là cruise come the young yol no không biết đi. Om pi được biết thà ta, young ai không nói thà ta, bây giờ nó ai thuộc ban kia thuộc lọp, be active thuộc passive ban được không? Okay, so I'll see you more in the next video. Thank you.